Kubota, xe điện nhãn hiệu Kubota. Hàng về, hàng về, hàng về các bạn ơi. Đây, mỗi lần hàng về là như vậy đây. Đó, có xe rùa, có xe rùa, có xe điện nè. Ồ, có một chiếc máy đào nhỏ nữa ta. Có chiếc máy đào nhỏ nữa hả? Hả? Xe rùa nữa. Hai chiếc rùa. Cơm chưa? Ăn đi. Cơm rồi. Cô vứt ta chứ đừng xa. Ôi da. Bãi đang về nông cơ Vũ Văn Bự các bạn nha. À, hàng bãi đang về. Có cả máy đào nữa kìa, xe rùa. M 15T xe đẹp quá, máy đào đẹp quá. Này dắt Mitsubishi quá. Màu tím tím này dắt Mitsubishi.
xe đẹp quá. Ôi chạy nhớt sơn ơi, dưới tay lái, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Dưới tay lái á, chạy nhanh đi. Có chiếc xe gì có cái bàn ấy giống xe rùa ta. Sới có bánh. Chào em, lấy gì em ơi? Lấy cái gì? Đằng kia có mấy động cơ kìa. Dạ.
mấy cắt cỏ nào rẻ rẻ năm xị không bán cho cái không? Khi nào có? X70 dân ma bánh.